Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Ngày hôm nay thì có cái câu hỏi rất là đơn giản như này. Thực ra là mình cũng đã làm một vài bài giải thích cũng như tư vấn rồi, nhưng hôm nay mình sẽ làm kỹ hơn. Có một bạn hỏi mình đó là như này: anh ơi, cho em hỏi là hiện nay màn hình laptop màn to hay màn nhỏ dùng sướng? Chính cái câu hỏi này lại rất đơn giản mà lại khó lựa chọn này các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay cỡ của màn hình laptop phổ thông nhá, phổ thông nhất bây giờ thì vẫn là 12,5 inch là cỡ nhỏ nhất, còn nhỏ hơn bây giờ thì nó thay thế bằng tablet hoặc là những chiếc máy tính bảng thì các bạn thấy rồi. Sau đó là màn hình 13,3 inch, 13,4 inch và 13,9 inch. Đấy, màn hình 14 inch. Sau đó thì là màn hình 15,4 inch trên các dòng MacBook như là 15,4 này. Màn hình phổ thông của laptop đó là màn hình 15,6 inch. Và ngoài ra là màn hình 17,3 inch. Chiếc màn hình lớn nhất đó là chiếc Acer Predator 21X lên đến 21,5 inch. Nhưng nói luôn với anh em thì laptop thì chỉ có 17,3 inch là xách đi xách lại thôi, chứ lớn hơn thì khác chó thì cái máy bàn đâu. Nên thôi, to quá chúng ta thôi không bàn đến. Mà ở đây thì tớ sẽ bàn đến cái công năng của từng dòng các bạn nhá. Và bây giờ thì tớ sẽ giải thích từng dòng. Đầu tiên đó là cỡ màn hình của những chiếc máy tính có màn hình nhỏ. Ví dụ, mình ví dụ nhá, trên dòng ThinkPad thì nó có dòng như là X290 bây giờ đấy, hoặc X390 là màn hình 12,5 inch. Thông thường các dòng máy màn hình nhỏ nó phục vụ ai? Nó phục vụ cho các bạn thường xuyên di chuyển, đi lại và dùng những chiếc laptop chủ yếu để truy cập thông tin vào mạng, lướt web cũng như check mail và sử dụng các phần mềm nói chung là cơ bản, không quá nhiều thời gian trên laptop hàng ngày. Thì các bạn biết rồi, nếu mà chúng ta dùng lâu những cái màn hình lớn thì nó sẽ hữu ích hơn. Và những chiếc màn hình nhỏ thì các bạn sẽ thấy đó là cái cấu hình phần cứng của nó sẽ hạn chế. Cũng nói luôn với các bạn, chỉ làm được các tác vụ như vừa rồi thôi. Và khả năng nâng cấp của nó cũng rất là ít. Nó sẽ có rất là nhiều dòng trên thị trường với phân khúc mà màn hình 12,5 inch. Thì cụ thể ở bài viết này thì các bạn sẽ xem mẫu đó là Dell Latitude 7280. Thì các bạn có thể xem tư vấn của mình qua cái đoạn review ngay sau đây nhé. Thưa các bạn, là cỡ phổ thông thứ hai đó là màn hình 13,3 inch, có lẽ là sẽ dùng nhiều hơn so với cỡ màn hình 12,5 inch. 13,3 inch hiện nay nổi tiếng nhất phải nói đến dòng Dell XPS từ các dòng như là 9350, 9360, 9370 và 9380, sau đó là 7390 và bây giờ là XPS 9300. Các bạn sẽ thấy là chừng ý thế hệ của các dòng màn hình 13 inch thì phải biết là cái người dùng trên thị trường dùng nhiều thế nào. Thế là các mẫu máy này đều được thiết kế rất đẹp đấy, trọng lượng nó chỉ hơn 1 kg một chút và trang bị những tính năng rất tiên tiến, ví dụ các cổng kết nối ra bên ngoài rất hiện đại và kèm theo màn hình của nó bằng màn hình OLED này, màn hình 4K này, viền màn hình mỏng, vân vân. Nhưng mà cái thông số kỹ thuật chung chung ấy thì vẫn giống như dòng 12,5 inch. Đó là gì? Cấu hình chỉ phục vụ cho dân văn phòng, phục vụ cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại và ứng dụng cho các lập trình viên. Đấy, các đồ họa ở mức cơ bản và các game ở mức tầm trung thì các bạn có thể xem các bài review so sánh của mình ngay sau đây nhé. Tuy nhiên các bạn, XPS là một dòng đấy và nổi tiếng nữa của các dòng khác thì các bạn sẽ thấy như là dòng Dell của nó sẽ có Latitude 7390 là chiếc máy mà mình bán cực kỳ nhiều đợt vừa rồi đấy. Và đặc điểm chung của những dòng máy này đó là có những cái cổng kết nối mạnh, wifi nhanh, tốc độ ổ cứng nhanh đấy. Thì các bạn có thể xem bài so sánh hai dòng sản phẩm vừa rồi của mình ngay sau đây.
Vâng, thưa các bạn, còn cỡ màn hình dành cho tất cả những người gọi là bình dân, ai cũng có thể dùng được trong các công việc vẫn là di chuyển đi lại, thì phải nói đến cỡ màn hình đó là 14 inch. 14 inch là cỡ màn hình phổ thông nhất tại thị trường 2020, phải nói là phổ thông nhất luôn. Nó sẽ có rất là nhiều hãng tham gia sản xuất. Với 14 inch thì các bạn sẽ thấy là đi đâu cũng được. Đấy, trọng lượng không quá nặng, giá tiền không quá đắt và cấu hình phần cứng thì sẽ cao hơn hẳn so với những dòng đó là 12.5 inch, 13.3 inch. Bởi vì bắt đầu đến dòng 14 inch thì nó sẽ tích hợp thêm Vega rời, cũng có thể là tích hợp thêm cả chip 4 lõi 8 luồng, thậm chí là cả chip 6 lõi 12 luồng vào cũng có, và Vega nó mạnh hơn. Đấy. Và màn hình 14 inch thì đồng nghĩa việc cái tiết diện không gian màn hình nó cũng sẽ lớn hơn so với dòng 13.3 inch. Hiện nay rất phổ biến trên thị trường. Ví dụ các dòng máy mà dành cho 14 inch thì hiệu năng của nó là sao? Thì các bạn sẽ thấy là bàn phím của nó rộng hơn này, gõ tốt hơn này, kèm theo phần cứng tốt hơn, thì đồng nghĩa việc là các bạn sử dụng đồ họa cũng như chơi game nó ok hơn. Thì mình sẽ ví dụ một vài cái dòng sản phẩm ngay sau đây nhé. Nhưng lưu ý các bạn là dòng 14 inch thì thời lượng pin của nó sẽ kiểu dạng như là như nào nhỉ? Có một số dòng thì tốt hơn so với dòng 13.3 inch, và một số dòng cũng chỉ bình bình thôi. Đấy. Còn màn hình của dòng này thì nó cũng sẽ có từ màn hình HD, màn hình 2K, màn hình 3K, màn hình 4K. Đấy, rất là nhiều công nghệ màn hình, và công nghệ màn hình OLED là mới nhất các bạn nhé. Cụ thể nổi tiếng nhất trên các dòng máy mà dành cho doanh nghiệp thì phải nói đến ra là T490, T490S và ThinkPad X1 Carbon Gen 6, ThinkPad X1 Carbon Gen 7. Đây là những dòng cực kỳ nổi tiếng mà được người dùng cực kỳ chuộng trên thị trường. Còn Dell thì nó sẽ có như là 7490 này. Đấy, con Dell 7490 cũng bán được cực kỳ nhiều trên thị trường. Thì đây mình chỉ là ví dụ một vài dòng thôi, còn tất cả các hãng máy tính bây giờ thì nó đều có rất là nhiều. Và ở đây trong bài viết này thì mình sẽ giới thiệu chủ yếu là những người dùng phổ thông, những người dùng dùng nhiều nhất của những dòng máy này. Đấy, các bạn có thể xem bài so sánh như review của mình nhé. Vâng, thưa các bạn, là những dòng máy mà để dành trong các công việc chuyên nghiệp, để làm đồ họa cũng như các ứng dụng nặng nề hơn về đồ họa, nói chung là mọi công việc đi. Trước game cũng thế. Đó là dòng màn hình 15.6 inch phổ thông trên các dòng laptop. Với dòng màn hình 15.6 inch thì nó to lớn hơn rất nhiều so với những dòng máy vừa rồi, được tích hợp phần cứng mạnh mẽ hơn. Đấy, và tất cả những phần cứng mới nhất để làm đồ họa cũng như chơi game. Ví dụ các dòng máy gaming hiện nay thì được tích hợp các dòng như là CPU đời 9, và bây giờ đã có CPU đời 10 rồi, còn phổ biến tại thị trường thì vẫn là CPU đời 9. Ví dụ như là 9750H, 9850H, 9980HK chẳng hạn. Đây là con chip 8 lõi 16 luồng rất mạnh trên laptop. Và thậm chí là laptop hiện nay còn tích hợp cả chip 9900K. Đấy, đây là con chip có xung nhịp lên đến 5.0, 8 lõi 16 luồng mà thường lắp trên PC, nhưng đã có một số dòng laptop tích hợp dòng chip này rất là mạnh luôn, nhưng giá bán của nó cũng cực kỳ cao. Sử dụng các dòng card GTX, ví dụ như mình chỉ tính dòng mới thôi nhá, GTX thế hệ 20 thì các bạn sẽ thấy như là RTX. GTX thì nó sẽ có 1660Ti là con cao nhất, đúng không ạ? Và bắt đầu đến RTX thì nó sẽ có 2060, 2070 và 2080 được ứng dụng cái nền tảng mới đó là Turing. À, kiến trúc Turing. Đấy, và ứng dụng cái công nghệ thuật toán về đồ họa đó là ray tracing.
đổ bóng rồi các thứ ABC, các kỹ xảo chuyển động nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và dùng bộ nhớ 6GB DDR6 rất phổ thông trên laptop luôn. Đấy. Và màn hình của nó thì sẽ có tần số quét lên đến 240Hz trên laptop bây giờ dành cho các game thủ. Còn phổ thông phổ biến trên thị trường thì nó sẽ có tần số quét từ 60, 120, 144Hz. Ở phần này thì mình sẽ giải thích thêm một chút về tần số quét. Tần số quét là tần số chuyển động trên màn hình. Tần số quét càng cao thì cái mọi thứ chuyển động trên màn hình càng chính xác. Đặc biệt là dòng màn hình to thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều. Chứ còn nếu mà màn hình bé tầm màn hình 14 inch thì tần số quét chúng ta cũng sẽ không nhận được quá nhiều. Đấy, để các bạn nhận biết hơn. Và những chiếc màn hình này cũng trang bị rất là nhiều công nghệ màn hình như là màn hình Dreamcatcher này. Đấy, của HP chẳng hạn. Đấy, Ultrasound rồi vân vân, IPS, rất là nhiều công nghệ màn hình. Và độ sáng phổ biến trên những dòng màn hình này thì nó sẽ có từ 300, 400 và độ sáng lớn nhất bây giờ là 600 nit. Còn phổ thông trên các dòng cao cấp thì vẫn là 400 với 500 các bạn nhé. Những dòng này thì mình sẽ kể phổ biến một số dòng gaming. Gaming ngày nay mà nổi tiếng trên thị trường giá rẻ thì các bạn sẽ thấy là phiên bản Asus TUF đợt vừa rồi mình giới thiệu là TWeb 506. Đấy, trang bị chip Ryzen 7 và GTX 1660 Ti. Còn nếu mà dòng máy chạm mà bán chạy nhất tại thị trường thì nó sẽ có gì? Nó trang bị cảm hình Quadro, trang bị CPU đời 9. ThinkPad nổi tiếng đó là ThinkPad P53. Đấy, máy chạm. Còn Dell nổi tiếng là ProRes 7540. Đấy. Vâng thưa các bạn, và cuối cùng đó là màn hình 17 inch. 17 inch nói luôn là chỉ dành cho những người chuyên nghiệp. Bởi vì những chiếc màn hình 17 inch thông thường là những chiếc máy gaming cũng như đồ họa chuyên nghiệp có mức giá cực kỳ cao. Và những dòng này bao giờ cũng được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhất, chủ yếu là dành cho các kỹ sư đồ họa và các game thủ. Đấy, phần cứng nếu trên các dòng gaming bây giờ mạnh mẽ nhất thì các bạn sẽ thấy là trang bị chip đời 10. Và kèm theo cảm hình đó là RTX 2080. Ở video này thì tớ sẽ giới thiệu con Alienware M51. Đấy, M51 nhá. Đó là dòng gaming chiếc laptop có cấu hình mạnh nhất hiện nay. Màn hình 17.3 inch, trang bị CPU 9900K. Còn chiếc thứ hai mình giới thiệu các bạn mạnh mẽ nhất trong phân khúc Workstation, đó là chiếc 7740. Trang bị cả màn hình mạnh nhất đó là Quadro RTX 5016 GB card mà mình đã từng review tại cửa hàng mình. Có giá bán lên đến hơn 70 triệu đồng, đây là giá bán sale. Còn nếu các bạn đặt từ hãng trên 100 triệu đồng. Đấy, 17 inch thì nó sẽ được tích hợp
rộng hơn, mọi thứ đều là rộng hơn, cái gì nhìn cũng sướng hơn, cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn, giá tiền cũng đắt hơn, và nó cũng đồng nghĩa việc nó sẽ cồng kềnh hơn, không có bọc đấy. Còn nếu mà dòng giá rẻ gaming mà mình cảm thấy hài lòng nhất phải nói là phiên bản MSI GS75 được trang bị màn hình 17 inch mà nó chỉ mỏng có hơn 2kg thôi. Nhưng nói với luôn các bạn, này gaming giá rẻ thì cũng đồng nghĩa việc là vỏ chất lượng build thì nó không thể bằng Woodison, không thể bằng những dòng cao cấp được. Đấy, nên là 3 phiên bản. Đấy. Tóm lại là những anh em mắt có kém đi một tí mà thích màn hình rộng xem đã thì chọn màn hình to cho mình. Nhưng anh em nhắc anh em luôn là giá tiền cao. Đấy, cấu hình phần cứng mạnh hơn. Còn màn hình 15,6 inch bình bình cho tất cả mọi người dùng đồ họa cũng như gaming, và kể cả có những cái dòng giá rẻ không cần trang bị chip mạnh thì vẫn có màn hình 15,6 inch. Và đặc biệt bắt đầu từ dòng màn hình 15,6 inch thì mới có phím phụ nhá. Phím bên cạnh phím số nó sẽ tích hợp tốt hơn. Màn hình 17 inch cũng bắt đầu là có phím số. Còn bắt đầu từ dòng màn hình 14 inch thì sẽ không có phím phụ. Đấy, thì các bạn cũng phải lưu ý. Các bạn có thể xem các review của mình những cái mẫu máy vừa rồi nhá. Vâng, thưa các bạn, thì mình đã vừa gọi là tư vấn cũng như là tổng kết lại những cái kiến thức của mình về cách chọn mua màn hình laptop. Thì các bạn chú ý ở đây là cấu hình, phân khúc và giá tiền. Sau đó là các bạn lựa chọn các bạn tiền túi có bao nhiêu, công việc các bạn mua máy về là gì. Đấy. Đối với các bạn sử dụng các phần mềm trong các công việc văn phòng, lập trình, các ứng dụng cơ bản thì các bạn sẽ chọn màn hình 12,5 inch đến màn hình 13,3 inch, màn hình 14 inch được rồi. Đấy. Đối với các bạn dùng nhiều công việc quá nhiều hàng ngày, dùng 8 đến 10 tiếng thì theo như mình lên chọn những chiếc màn hình có màn hình 15,6 inch. Đấy là to. Còn đối với dân chuyên nghiệp mặc định là màn hình 17,3 inch bởi vì cấu hình phần cứng nó rất là mạnh. Kể cả dân chuyên nghiệp thì vẫn có thể dùng màn hình 15,6 inch bởi vì cấu hình laptop bây giờ nó mạnh không khác gì máy bàn cả. Đấy. Còn nếu mà anh em muốn màn hình đẹp thì cứ là màn hình 4K là đẹp nhất bây giờ rồi. Cái độ phân giải càng lớn thì anh em xem trên màn hình nó càng đã. Nhưng lưu ý đối với các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp bây giờ thì phổ biến nhất nếu mà cỡ màn hình từ 14 inch, 15,6 inch, 17 inch thì vẫn là Full HD IPS là dễ dùng nhất. Bởi vì thực ra thì cái không gian trên màn hình laptop nó không quá lớn. Còn nếu mà các bạn làm việc cắm ra một cái màn hình bên ngoài tầm khoảng 27 inch thì khuyên các bạn lên sử dụng màn hình 4K là chuẩn nhất. Bởi khi thiết kế nó sẽ không bị lệch tông màu. Đấy. Còn đối với các game thủ hiện nay mà cần ngon nhất thì vẫn là tần số quét 120, 144 và tần số quét 240 thì không có gì là bằng rồi, đúng không ạ? Đấy. Còn tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình bây giờ thì cứ ngon thì là 100% là ngon nhất, thật nhất. Còn nếu mà tỷ lệ tầm khoảng 72% thì cũng đã là trung thực mà làm được rồi. Còn nếu tỷ lệ bao phủ màu dưới 60% thì những chiếc màn hình đó thì không được tốt. Đấy. Còn độ sáng của màn hình hiện nay phổ biến nhất, ngon nhất thì cứ tầm khoảng 300 nit đổ lên. Đó là cường độ ánh sáng trong 1 mét vuông các bạn. Còn nếu màn hình ngon bây giờ thì phổ biến nhất vẫn là 400 và 500. Chỉ có một số mẫu máy màn hình có tầng độ sáng lên 600 nit thôi. Đấy. Còn công nghệ màn hình bây giờ thì nó sẽ có ISO này, Ultrasharp này, Dream Color này, vân vân. Vâng, thì các bạn là mình đã tổng hợp được tất cả những kiến thức chọn màn hình to hay màn hình nhỏ thì các bạn có thể xem và cân đo đong đếm lựa chọn màn hình cũng như cái cấu hình phần cứng của laptop
hợp lý nhất với các bạn nhé. Các bạn ơi, kênh công nghệ của mình sắp đạt 100.000 sub rồi. Rất cảm ơn tình cảm của các bạn đã quý mến mình. Để đồng hành cùng mình thì các bạn sẽ cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh thì chúng ta sẽ tương tác tốt hơn, mình có động lực làm hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ TND suốt 12 năm qua. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại.